Chào bà con, thì hôm nay Văn Thanh đang đứng ở ấp 1 của xã An Phú Tây, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì Văn Thanh đang đứng hướng đất này là hướng bắc, còn hướng ngoài kia là hướng nam. Đây, đất là hai mặt tiền luôn nha, hai mặt tiền đường nhựa hết. Ngoài đó là hướng nam. Còn hướng trong đây là hướng bắc. Thì hướng này là hướng phụ thôi, hướng phụ. Còn hướng ngoài kia là hướng chánh nha. Hướng ngoài kia bà con mình xây mình phải trừ cái lộ giới. Nó trừ lộ giới như mấy cái nhà đó, gì là trừ lộ giới đó, mấy cái nhà nằm trong lộ giới hết rồi thì xây ra hướng nha, hướng này nha, giống như người ta vậy. Còn ai hợp hướng bắc thì xây hướng này. Đây, hướng này là hướng bắc đây, hướng nam là hướng ngoài kia nha, hướng nam ngoài kia. Miếng đất này bề ngang là 5 mét, bề sâu vô khoảng 30 mét á. Một nền như vậy là người ta đang bán là 3,5 tỷ nha, 5-30, 3,5 tỷ đất thổ cư sổ hồng riêng hết. Những cái khoảng nào nằm trong lộ giới thì nó là đất vườn, còn cái khoảng nào xây dựng thì đất thổ nha. Cái này bà con mình xây dựng được khoảng chừng đâu cũng gần 25 mét, 5-25 á, diện tích xây dựng. Đây đó, đây là một mặt tiền đường nhựa này cũng khoảng 6 mét. Mình hai nền liền kề luôn, hai nền liền kề, một nền là bán 3,5 tỷ, hai nền bán 7 tỷ. Đi qua Nguyễn Văn Linh rồi đi vô đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương, đi qua cầu Bình Điền, đi qua đó khoảng 500 mét là tới rồi. Kế đây thì nó có chợ Bờ Đất Mới nha, chợ Bờ Đất Mới bà con mình đi đây, đi đây chừng 300 mét ra tới chợ Bờ Đất Mới rồi. Rồi ai có nhu cầu mua bán gì thì alo Văn Thanh nha, số điện thoại là 078 66 68 368. Rồi Văn Thanh xin chào.